Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là con đường Cộng Hòa, phía trước siêu thị Lotte, và hướng này là đi tới Lăng Cha Cả. Và chiều nay thì mời anh chị và các bạn thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị muốn nhìn lại khu xóm hẻm 305 đường Lê Văn Sĩ, thì hôm nay cùng xuất phát qua khu vực này để xem con đường Lê Văn Sĩ ngày hôm nay nó như thế nào ha, trong những ngày gần Tết. Bây giờ cũng khoảng 4 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Chúng ta đang có mặt ở đây là khu Tân Bình, đường Cộng Hòa. Đó, đi lại xíu là Lăng Cha Cả. Mấy bữa Vinh Lâm TV cũng có quay những video clip ở Lê Văn Sĩ. Hôm nay theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, chúng ta lại có dịp quay trở lại đây để cập nhật hình ảnh những ngày cận Tết ở đây như thế nào. Con đường Cộng Hòa này thường xuyên kẹt xe và đông đúc lắm, đặc biệt là những giờ cao điểm. Ở đây người ta bán trái xoài gì thấy ngon hơn. Chúng ta dừng đèn đỏ xíu nha. Ở khu Cộng Hòa ở Tân Bình này thì có rất là nhiều những công trình đang triển khai, đang xây dựng, đặc biệt là khu sân bay. Nếu mà cô chú anh chị đã rất lâu rồi không có về đây thì chắc có lẽ cũng hơi xa lạ ha. Đây là ngã ba Úc Tịch, bên tay phải là đường Úc Tịch, đi thẳng là tới cầu Dược phía trước nè. Bên phải có siêu thị Vincom, rồi Lăng Cha Cả ngay đây. Ngày xưa Lăng Cha Cả thôi chứ bây giờ là cái bụng minh nhỏ nhỏ nè. Ở đây có cái trạm sạc xe điện VinFast nè, phía trước siêu thị nè. Các xe taxi người ta về đây người ta sạc rất là đông ha. Chạy một ngày về đây ghim sạc nghỉ ngơi rồi ăn uống sạc khoảng chừng vài tiếng. Không, mình đi bên hông cầu ha, không có lên cầu vượt. Lên cầu vượt là đi tới qua bên kia là Nguyễn Văn Chỗi luôn á. Có cái xe máy sạc ở đây nữa nè. Nó trạm xe hơi, trạm xe máy. Đây chúng ta sẽ quẹo qua Lê Văn Sĩ nha. Đó, phía trước chúng ta đó là Lăng Cha Cả ngày xưa. Đó, ngày nay là cái bùng binh nhỏ nhỏ, ngày xưa thì lớn lắm. Nhưng mà sau này thì đã thu hẹp lại.
đi về con đường Hoàng Văn Thụ. Chúng ta đi thẳng qua bên kia luôn là Lê Văn Sĩ, cũng như là con đường Trương Minh Giảng ngày xưa, Trương Minh Giảng nối liền Trương Minh Ký. Không biết số 305 là đoạn nào đây. Họ bắt đầu đi vào con đường Lê Văn Sĩ rồi nè. Bên phải là 511, vậy là số 305 sẽ nằm bên tay phải, số lẻ à, tới 503 rồi. Vô Lâm TV chỉ vô hẻm thôi ha. Nếu tiện thì mình nhìn thấy căn nhà, quay máy qua số nhà 60 đó dễ. Còn không thì mình chỉ nhìn thấy khu xóm hẻm thôi. Tại vì nhiều khi vô cớ quay nhà người ta thì cũng hơi ngại ngại. Nên là Vô Lâm TV nếu tiện thì sẽ quay số nhà. Nhiều khi người ta đâu biết mình quay mục đích gì đâu. Thành ra anh chị và các bạn thông cảm ha. Tới số 471 rồi nè. Con đường này thì cũng có rất là nhiều những cái shop thời trang. Và đặc biệt trong cái mùa Tết này thì người ta cũng giảm giá khuyến mãi đồ cũng rất là nhiều ha. Nhưng mà hầu hết là người ta bán ngành hàng thời trang là bán nhờ cái dịp Tết. Chắc là không có giảm giá đâu. Mùa này là mùa giá đúng mà. Thì nào bán không được thì mới giảm giá ha. Rồi đi ngang cái nhà thờ. Nhà thờ đang làm lễ. Hôm nay là chủ nhật nên ra người ta cũng đi lễ. Tên này là giao lộ Phạm Văn Hai. Chẳng xíu nữa đi tới khu khu chợ nào đó mua cho Nị mấy con ốc dừa. Mấy ốc dừa là ốc như thế nào đó giờ mình làm thì chưa có ăn thử. Tới khu vực này nhà hàng quá trời. Số 355 rồi, sắp tới rồi đó. Và 49. Cái hướng này giống như anh chị đi từ sân bay xuống sân bay là quẹo trái vô con đường này nè. Tới 341. Không biết cái số nhà của ngày nay thì nó còn phải là cái số ngày xưa hay không. Nhưng mà con tôi đi để chị có thể hình dung ha. Hôm ta vừa qua cái quán phở Phú Dương. Phở cũng lớn, Phú Vương. Ở đây có hẻm 333 ở bên phải đây. Có cái cổng đó, cái cổng cũng rộng. Bên trái có hẻm 286. Đó, 319. Rồi 305 sẽ đi trước nè. Đối diện là nhà hàng Hương Cao. Đây là con hẻm 305. Chắc hẻm này đi vô khu khu xóm xóm Kiến Thiết luôn quá.
không biết cô chú anh chị có hình dung được cái khu xóm này không? Bên phải là 305/10, khu khách sạn cũ Kim Sơn. Cũ Kim Sơn là gì đó? Hôm nay chắc là thông ra tới Hoàng Sa luôn, Trường Sa luôn. Em cũng khá già nha, tầm 36 rồi. Bên trái phải đều có nhánh hẻm. Cái hẻm này là 60 là phía bên phải nè. Đó, nhà làm tóc thùy ha. Đi thẳng lòng vòng là ra Trường Sa. Chúng ta quay trở lại nha. Ở đây là hẻm 281 Lê Văn Sĩ. Của nhà xanh xanh đó, bên chị có hình dung không? Đó, có giống ngày xưa không? Đó, bây giờ mình quẹo qua cái hẻm nhỏ nhỏ 305/31. Chúng ta chỉ đứng từ xa thôi chứ phải đứng trước cửa nhà người ta mà quay cũng kỳ ha. Nó tưởng đâu là dân bất động sản đi quay nhà rao bán nữa. Ở đây khu xóm hẻm 281, thẳng bên kia là Đặng Văn Ngữ. Xóm hẻm thì rất là rộng rãi và những con đường ở đây thì thông thoáng như bàn cờ đang xen vào nhau ha. Khu xóm 281 này thì bên Lâm TV cũng quay nhiều video clip đi ngang vòng vòng ở đây. Hôm nay chúng ta lại có dịp quay trở lại. Nhà đây có nhà thì rất là rộng, có nhà thì cũng hơi hẹp một chút, nhưng mà nhà ở đây là đẹp rồi. Này là ra Đặng Văn Ngữ luôn nè. Này là hẻm 136 Đặng Văn Ngữ. Ồ, có cây mai này nở sớm quá hả? Quẹo phải là ra Trường Sa, cổng
ta quẹo trái là ra Lê Văn Sĩ lại, ngay chỗ khu nhà thờ Ba Chuông. Phía trước là đó là khu nhà thờ Ba Chuông. Ngay đây có quán cơm tấm Ba Ghiền, phía bên cánh trái của nhà thờ nè. Đi tới xíu con đường Đặng Văn Ngữ là có quán cơm tấm Ba Ghiền, và ở giữa màn hình đó là khu nhà thờ Ba Chuông ngày nay. Không biết anh chị và các bạn có hình dung không? Rồi chúng ta quẹo phải để đi về quận 3 theo con đường Lê Văn Sĩ này ha. Blan TV rất vui là được thấy nhà số 60 và gửi chút xíu hình ảnh để anh chị và các bạn hình dung ngày hôm nay nó như thế nào. Nếu mà anh chị cảm thấy hình ảnh nó trôi qua nhanh thì mình có thể bấm cái chức năng mà tua chậm của YouTube á. Nó có cái chức năng tua chậm, hoặc là nếu mà không rõ thì có thể bấm cái độ phân giải, cái chất lượng của video. Nó có chất lượng 720 là HD, Full HD, 4K. Video của Blan TV quay với chất lượng là 4K. Nếu mà để tự động thì có thể là nó phụ thuộc cái tốc độ mạng ở khu vực, thì nó sẽ điều tiết cái độ phân giải xuống để phù hợp với tốc độ mạng ha. Còn nếu anh chị thấy nó không rõ thì mình có thể chọn chế độ 4K để nó load cho rõ. Tới đây là giao lộ Quỳnh Văn Bánh, tới xíu nữa là có giao lộ đường ray xe lửa nè. Quẹo phải Quỳnh Văn Bánh cũng ra được cái khu xóm lúc nãy mình đi qua đó, hẻm 305. Giờ đi đâu cũng nghe những bài hát nhạc xuân rần rần ha. Ở Việt Nam thì ngày vui nhất là ngày Tết, bởi vì ngày đó thì được nghỉ làm, gia đình được sum họp, học sinh thì được nghỉ học, nên là ai cũng thoải mái. Mỗi người có một cái cảm nhận hạnh phúc khác nhau ha. Người giàu thì nhiều khi cần những cái xa xỉ, cao sang. Còn người bình thường thì chỉ cần đủ ăn là đủ, là hạnh phúc. Cái Tết cũng vậy ha. Không biết bao nhiêu là đủ, không biết bao nhiêu gọi là Tết lớn. Thôi thì cứ có ăn, có mặc, có chơi, có vui là được. Người ta gặp nhau hay hỏi ăn Tết lớn không? Không biết lớn là như thế nào. Tết vui là được. Đây người ta trang trí Tết nè, ở khu xóm
làm những cái tiểu cảnh của ngày Tết, những cái trái bắp, rồi cái máy tranh. Mà trái bắp thì hầu như là ở miền Nam thì ít thấy lắm, ít thấy cái hình ảnh mà trái bắp để khô lắm. Bên Đông TV nhớ hồi nhỏ thì ngày Tết thì thịt để khô thì có, cá khô thì có, trái bắp khô thì không có. Những cái tiểu cảnh đó cũng hay, gợi lên ký ức một thời của nhiều của chú anh chị, và cho các bạn nhỏ biết ngày Tết cổ truyền nó như thế nào ở cái thời xưa và nay nó khác nhau như thế nào ha. Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Nam TV. Nhân đây cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hình ảnh lòng vòng con đường Lê Văn Sĩ chia sẻ cùng anh chị. Hy vọng Nam TV cũng mang Sài Gòn đến gần hơn với chúng ta mỗi ngày ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.